Hello cả nhà YouTube nha. Hai dẫn mẹ, mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam mất mơ xa quá. Nghe đâu đây tiếng gió hòa. Xin chào bố. Xin chào cả nhà. Hỏi cả nhà YouTube khỏe không? Nói coi. Yeah, cả nhà YouTube có khỏe không? Ngân khỏe. Cả nhà bé Bo, bé Ngân khỏe. Nay rủ mọi người đi đi mua đồ nữa. Mà là đi mua đồ cũ. Thường thường á, đồ cũ ở đây á, bàn ghế đồ nó rất là nhiều. Nhưng mà những người Mỹ á, hầu như là cái cách người ta tiêu xài là người ta thích, là người ta mua đồ mới, thích là người ta phóng ra mua. Có nhiều người người ta dọn nhà, tủ bàn ghế họ rất là nhiều, nhiều khi họ không có xài hết nữa. Nên là đây là chỗ mà mình thường xuyên để mua những cái đồ mà bàn ghế tủ ở trong nhà. Trên mạng đồ nó cũng có bán, nhưng mà mua là mình phải có người khiêng về. Leo thì lớn tuổi thì ổng khiêng cũng đâu có nổi đâu, nên là mua hạn chế thôi. Chứ nhà mà có người trẻ mà khỏe ha, là mua những cái đồ đó là tiết kiệm gấp gấp là nhiều tiền. Thì dành cho những ai mà nhập cư mà mình còn đang thiếu thốn thì mình đi mua những cái này nó tiết kiệm được tiền. Cái này nó không phải là gọi là một cách là keo kiệt nha. Keo kiệt là mình không có xài luôn á, là mình làm nhiêu là mình cất thủ thôi. Còn này là mình tiêu xài một cách là mình khôn ngoan, mình xài tiết kiệm, rồi mình dành dụm tiền rồi mình làm cái gì đó nó lớn hơn. Những cái thứ đồ này nó không phải là tài sản, nên là mình mua nó, mua lại dùng là được rồi. Nhiều khi nó còn mới ken xà beng mà. We make cash for chỗ này mấy lần cũng đi mua rồi. Được cái là sống chung với bà Hường, bà Hường cái đánh mà mình đi mua bà cũng khoái đi mua, vậy không có ham chuộng đồ mới, đồ mắc tiền, đồ đồ thương hiệu, đồ thôi đồng tiền kiếm không có mấy gì dễ, nên là mua lại, mua rẻ xài là ok rồi. Xe này sao nó chở được? Trời, để lại đó rồi kêu leo chở chứ sao mình chở về? Mình ăn cái gì đó thì chở. Mua rồi mình để đó. Nào. Đồ cũ sách vở đồ nhiều lắm nè. Hay là còn mạt luôn nè, giỡn hoài. Đó. Chờ cẩn thận đó. Ừ. Nè này giá mới để con nhiêu nha? Ô giày nặng chứ. Nặng dành mùa đông 39 đồng á. Mà giờ nó còn bán 20 đồng hả? 39 đồng bao giờ cũng. Cúp bế nè, đồ chơi nè, đủ các kiểu. Mền gối. Sọt nè, cần gì mua mới, ai cần gì lụm lại vỏ nè mẹ. Bỏ trái cây, bỏ đồ luôn. Cho hả? Thì đó, nhiều khi mình cần cái gì á mẹ, mình trưng bày trái cây gì đó nè mẹ, thấy không? Cái này nó còn mới luôn nè, 7 đồng mấy. Nó bán nhiều. Có nhiều đồ nó còn mạt nha. Có gì đâu mà. Bên trong. Còn đau không? Bộ. Nè, một cái gì không mà 12 đô. Có loại mà dạng cái kiểu mà của Trung Quốc á nè. Nó mắc tiền nó. Dây. Cái gì hay hay không? Có. Gì? Đó, có nồi cơm điện không? Coi giờ có nồi cơm điện. Nó có nhiều người người ta dọn nhà. Ồ, mấy cái này mới uống mới đã nè, nó nhẹ. Nào, nó nhiều đồ ghê mẹ. Đó rồi, đi ăn chứ.
đây bên đây. Thấy quần áo dạ, có bên đây, qua đây, đi đường này, đi đường này. Dạ. Hôm nay cũng nhiều lắm. Đi qua bên kia nữa, co bên đây rồi tính tiếp. Bàn ghế sofa. Mất có cái bàn ngày hôm qua. Này hả? Thôi nó cứng lắm. Vô kiếm. Mới in á. Quạt nó mạnh quá ha. Ờ nè. Đó mày thấy không? Được không? Đó. Nó bỏ được mẹ. Nó lú ra nha. Được không? Đâu nhìn coi được không? Coi nè. Đó, con thấy để lấy, để lấy cái bàn học cho bé Bo nè mọi người đó. Cái giá này 70 đô nha. 70 đô cũng mắc đó chứ. Này cũng đẹp đó. Này 60. Rẻ hơn kia hả? Cũ lắm mà mình khiêng về nó cực. Không có khả năng khiêng về cực. Tiếp nữa. À, mọi người thấy không, đây là nó có nhiều cái tủ thờ đồ rất là bự, không có 200 bạc nó kinh về cùng luôn. Dạ mà mẹ coi mấy cái tủ này nhìn thấy không, đồ ha, cái tủ nè bỏ ngăn vô nè có 70 nè đó này. Được mà nó nặng lắm, mà mẹ coi nguyên tủ bự cho bá này có 200 đô nè. Nó mày thấy về mày để không, mày thờ đồ này kia leo lên leo xuống không, mà nó nặng gần chết bởi vì ai đồng ginh. Không ai ginh nó gọi tủ. Nè mẹ thấy không, mấy cái tủ thờ này nè có mấy chục đô à, 50 đô à. Mà Việt Nam làm đem qua là mấy ngàn đô. Cái tủ thờ nè. Đó con chỉ thấy cái tủ đó là vừa thôi mà tới 70 đô ha. Mắc gì. Bo làm gì bo? Ngồi làm gì vậy? Mệt. Mệt hả? Về đi. Ừ nó nhiều lắm. Này mua tặng cho con mót được ạ. Mẹ ngồi dòng mẹ mệt. Cá thò lòi lên bờ. Cái gì? Cắm vô đi. Để rồi ngày mai lấy về. Mai với lại leo. Trong nhà đèn đuốc. Ok, chọn được cái chọn được cái bàn thích không? Được không? Cũng được, không thì đi về, không đi lại chỗ nhiều chỗ mới nó bự lắm kìa. Có nhiều bàn học lắm. Mà trước khi lấy đó mình đi lại coi mấy chỗ kia nữa. Ờ, nhiều khi cái này cái 70 đô không nữa thấy cũng đâu rẻ đâu. Ta bán có 35 nó bán 70 đô. Ờ. Thì con thấy cái đó là vừa tầm nhất đó mày thấy không? Ừ, cái đó là gọn. Gọn nhất đó. Bài đi mua bàn học. Giờ cái đó con mua mấy chục đồng luôn mà. Về đâu bơi. Tiền ngồi đó thôi. Dạ. À, đi tham quan cho biết thôi, có những cái mình thích thì mình mua, còn cái không thích thì thôi không mua. Giờ đi về thôi, chảo quần áo cho leo rồi đi chợ.